xin chào anh em chào anh em quay trở lại với kênh thiên nhai tv video này mình xin dành 10 phút để nói về một cái lỗi đã và đang diễn ra tại một tựa game rất lớn đó chính là game võ lâm truyền Kiều bay à, thật ra thì mình cũng không muốn làm những cái video kiểu dạng bắt lỗi như thế này đâu anh em ạ à. nhưng mà vì cái lỗi này đã tồn tại rất lâu và hiện tại đang ảnh hưởng rất nhiều người chơi và mình thấy không có một cái bên nào lên tiếng về cái lỗi này nên mình muốn cái video này được lan tỏ để nó đến được những người lãnh đạo, những người đang quản lý cái tựa game Võ Lâm Kiểu Bài này Để họ có thể biết được là tình hình cái con game họ đang làm nó lỗi như thế nào anh em ạ à. Rồi cái hoạt động mình đang tham gia đây là cái hoạt động kiếm đảng cùng lôn hay nó còn có tên gọi chung đó là Trục Lộc Chiến Và với cái hoạt động kiếm lạng đảng cùng lôn mùa này thì nó sẽ cho phép các ban hội được lựa chọn cái cụm để tham gia và một cái cụm như vậy thì rất nhiều server đổ vào đó và mình cứ nghĩ là chúng ta ở mùa này sẽ được tham gia một cái đấu trường bk kịch tính khốc liệt với nhiều bang hội nhiều liên minh với nhau à, và cái tính cạnh tranh nó sẽ lớn hơn à, sẽ có nhiều trận đánh mãn nhãn và đã hơn anh em ạ nhưng mà cái kết thì rất là thất vọng và anh em có thể thấy là hiện tại khi mình tham gia cái hoạt động này nó rất lắc nha anh em di chuyển rất khó khăn giật 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 đi kiểu giống như là đi một bước lùi bốn bước như vậy này ạ đó và có nhiều lúc thì sử dụng kỹ năng không được luôn sử dụng kỹ năng lúc được lúc không và nó sẽ làm chúng ta tốn rất là nhiều thời gian để đi công phá một cái thành cũng như là thủ thành cũng rất là khó cho cái hoạt động này mình cảm thấy rất là ức chế với điều này thì hy vọng là cái video này của mình nó cũng không có giá trị gì đâu anh em nhưng mà mình muốn là nó được lan tỏa để những người uh, đang làm cái con game này họ có thể thấy được tình hình hiện tại của con game họ đang làm. Tại mình cũng có theo dõi trên các cái group, trên các fanpage của Game 15 triệu bay thì có một số anh em cũng đã có comment bình luận nói là hoạt động lắc. Nhưng mà mình thấy là không có ai phản hồi lại anh em ạ. Không có sự phản hồi lại cũng không biết là những người quản lý fanpage họ có tiếp nhận thông tin này hay không. Thì mình không rõ. Nên mình sẽ lên một cái video thực tế như thế này để họ tận mắt nhìn thấy. Và cái hoạt động kiếm đạn công lôn tại cái cụm máy chủ của mình thì nó diễn ra từ máy chủ S93 đến máy chủ 238. Và rất nhiều server trong đó thì đều bị lắc như thế này. Và mình không biết là những cái server khác có bị tình trạng chung giống server mình hay không. À, mình không biết được. Nhưng mà hiện tại server mình đang rất lắc và việc tham gia hoạt động này rất khó khăn luôn anh em ạ. Rồi như em thấy là hiện tại bây giờ mình đang di chuyển rất là khó khăn ha, di chuyển đã tốn một khoảng thời gian rồi, di chuyển đến vị trí uh, của những kiến trúc, những đơn vị chúng ta cần công phá thì nó tốn thời gian và khi đánh chúng ta không sử dụng được kỹ năng nhân vật để ra các đoàn kỹ năng. Rồi để cho mọi người xem thêm một uh, tí xíu nữa, chúng ta xem tình trạng đó di chuyển đến mới phát hiện được con bot ở đây. À, khi mình sử dụng kỹ năng thì lúc xài được lúc không rồi bắt đầu nha mình đánh cho anh em coi đó dầm quỷ thiên rồi tiếp tục đánh thường dùng chiêu một không được rất khó chịu anh em ạ à. rất khó chịu luôn đánh 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 không được chiêu một dùng cũng không được đó ấn lia liệu địa nói chung là có kỹ năng nhưng không xài được anh em ơi rất vậy. và mình nghĩ đây là một tựa game lớn, một tựa game đã tồn tại xuyên suốt hơn 6 năm trời à, và để xảy ra một cái lỗi kéo dài nha. lỗi thì chắc chắn là game nào cũng có lỗi rồi nhưng mà lỗi thì mà chúng ta chỉnh sửa liền thì mình không nói nhưng mà đây cái lỗi đã kéo dài suốt hơn 2 tuần từ khi cái hoạt động kiếm đạn công lôn này mở đến thời điểm hiện tại là ngày nào tham gia hoạt động cũng lỗi, anh em ạ. ngày nào tham gia hoạt động chúng ta cũng chịu cái tình trạng đó là lắc và giật như thế này rất khó. Mọi người thấy là thời gian đánh một cái con boss như thế này rất là tốn thời gian luôn và phải nói là muốn công một cái thành gần như là rất khó anh em ạ. Thời gian di chuyển từ vị trí hồi sinh đến vị trí boss là đã mất một cái khoảng thời gian hơn rất là nhiều rồi. À, khi đến vị trí boss chúng ta lại không sử dụng được kỹ năng thôi thôi có lẽ là mình sẽ làm cái clip ngắn để nói về một cái cảm nhận chung của mình về cái hoạt động này thôi hy vọng là clip này sẽ được lan tỏa và đến uh, tay đến những người đang quản lý cái con game này để họ có cái phương hướng khắc phục cho người chơi hàng ngàn người chơi rất nhiều người chơi đang tham gia hoạt động này và đây là cái hoạt động rất lớn diễn ra xuyên suốt 4 tháng trời và nếu vẫn cứ tiếp diễn tình trạng này thì mình nghĩ là người chơi họ sẽ rất nản cực kỳ nản luôn Đặc biệt là những người chỉ huy các ban hội Rất khó để đánh nên em thấy nó rất là lắc Cực kỳ lắc Mọi người đừng đỡ thừa do mạng mình chậm nha um, Mạng mình rất là bình thường Thấy binh lên full vạch xanh Còn anh em nào không tin thì tối hôm nay ngày 23 tháng 3 um, Thứ bảy chúng ta vào lúc 9 giờ chúng ta tham gia hoạt động kiếm đảng công lôn anh em có ạc ở bên máy chủ từ máy chủ S93 đến 238 thì chúng ta có thể vào để trải nghiệm cái độ lắc của hoạt động này như nó như thế nào cực kỳ khó chịu anh em ạ à. rồi mình cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết cái video này và nếu như anh em cảm thấy cần thiết thì cho mình xin một lượt chia sẻ nha anh em để lan tỏa cái video này nha cảm ơn anh em rất là nhiều À, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo mình xin chào các tất cả mọi người